Vào năm 1954, có một cuộc di cư trong nước. Trong cuộc di cư này, cha xứ Nghĩa Chính, linh mục Đàm Inh Đinh Huy Năng và ông Chánh Trương cùng vài 30 gia đình đến được nơi tiếp cư lớn nhất là trại lều ở trường đua ngựa Phú Thọ. Cha con tìm nơi định cư. Khi đến khu vực giáo xứ Chí Hòa thì gặp được hai gia đình, một thuộc xứ Ngọc Cục và một thuộc xứ Bồng Tiên, đã đến đây mua nhà của người địa phương ở được ít ngày. Ở đây đất rộng, phần lớn là của tòa giám mục Sài Gòn cho người địa phương lĩnh canh, chỗ trũng thì cấy lúa, chỗ cao thì trồng lài, muốn sang lại đất phải thương lượng với người lĩnh canh. Thế là vấn đề đất ở đã có hướng giải quyết. Nhưng nhà cầm quyền lúc ấy không muốn có những trại định cư tự phát, mà phải theo kế hoạch tổng thể. Nếu tự sang đất lập trại thì coi như cá nhân tự lập, vấn đề cứu trợ sẽ gặp khó khăn. Vì thế phải ngoại giao và vận động, cuối cùng phủ tổng ủy di cư và chính quyền tỉnh Gia Định cũng chấp thuận. Lúc đầu, sang được khoảng 500m² đất đang trồng lúa, từ khu nhà xứ đến hết hai dãy nhà thuộc khu 2 bây giờ. Vào trung tuần tháng 10 năm 1954, vài chục gia đình đã đào đất đắp nền làm nhà. Ngày 29 tháng 10 năm 1954, một số thanh niên đào đất giữa một ruộng lúa, đắp lên một cái nền khoảng 10m², cắm 4 cây tràm làm cột, làm thành một cái chòi lợp tàu lá dừa, nay là đường Nghĩa Hòa phía trước hội quán giáo xứ. Rồi mượn một cái bàn của bà 7 người địa phương làm bàn thờ. Cha xứ đã dâng thánh lễ tại đây ngày 1 tháng 11 năm 1954, lễ các thánh. Giáo dân đứng dự lễ dưới ruộng, bùn đến mắt cá chân. Cha xứ cùng mọi người đã nhất trí đặt tên cho giáo xứ mới thành lập là Nghĩa Hòa, tức là Nghĩa Chính ở Chí Hòa, và nhận Đức Mẹ Vô Nhiễm làm quan thầy. Đầu năm 1956, số người ở trại đã trên 3.000. Lúc này nhà nước đã hoàn tất một số điểm định cư như Cái Sắn, Hố Nai, kêu gọi những ai chưa có công ăn việc làm nên đến các điểm nói trên để được cấp đất làm nhà, làm ruộng. Gần 100 gia đình đã bán nhà ra đi, một căn nhà lúc ấy giá chỉ 600 đồng, tương đương với 2 chỉ vàng. Những người ở lại phần đông đã có nghề nghiệp ổn định, công chức, công nhân, buôn bán, nhà của những người ra đi, người khác đến chám chỗ, trại vẫn phát triển. Năm 1957, cha xứ mua khu đất của bà Bảy, dựng một trường tiểu học sơ cấp lấy tên là trường Bán Công, Thánh Du Xe, nay gọi là trường Trần Văn Đang, có ban giám hiệu và 16 thầy giáo. Đồng thời, cha chính ân sang khoảnh đất ở hội quán bây giờ, cho các nữ tu mở xưởng dệt chiếu, mấy tháng sau sang lại cho cha xứ Nghĩa Hòa. Giáo xứ cũng bắt đầu chương trình xây vững chắc nhà thờ và nhà xứ. Địa điểm nhà thờ cũng chính là nhà thờ bây giờ. Nhà thờ mới với cột bê tông, tường gạch, mái lợp fibro có thể chứa được 600 đến 700 người cho một buổi lễ. Giai đoạn đầu chưa xây tháp chuông, 2 năm sau mới thực hiện.